Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Tìm hiểu cái chiếc Honda Beezit 125-150 âm thầm rời khỏi trang web của Honda Việt Nam, chuẩn bị dọn đường cho một cái chiếc siêu phẩm mới. Cái chiếc Maxi Cruiser là Honda Beezit 125-150 đã được gỡ khỏi trang web chính thức của Honda Việt Nam gần nửa tháng nay, cho chúng ta thấy có lẽ em ấy đã bị ngừng bán ra thị trường. Theo ghi nhận của chúng tôi thì Beezit đã biến mất khỏi danh sách sản phẩm bán ra trên trang web chính thức của Honda Việt Nam kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2021. Như vậy đã gần nửa tháng trôi qua, cái con xe này vẫn chưa được hiển thị trở lại. Điều này cho chúng ta thấy Honda Việt Nam đang âm thầm khai tử cái dòng lập Beezit 125-150. Cái động thái này có thể là để dọn đường cho việc chuẩn bị ra mắt cái chiếc Honda Beezit 160-2021 hàng tầm mới, chuẩn bị được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. Bởi có lẽ trước đó, cái công báo sổ cái công nghiệp số là 398 vào hồi tháng 5 năm 2021 đã cho chúng ta thấy Honda Việt Nam đăng ký bản quyền kiểu dáng cái công nghiệp cho cái chiếc Beezit 160-2021. Cái điều đáng chú ý là cùng thời điểm đăng ký bản quyền cái kiểu dáng cái công nghiệp với cái chiếc Beezit 160-2001 thì hãng Honda cũng đăng ký cho cái chiếc SX 350i-2001. Một mẫu xe này được Honda Việt Nam chính thức giới thiệu vào hồi ngày 28 tháng 5. Do đó, cái việc là Beezit 160-2001 sắp được lên kệ là điều rất dễ hiểu. Và đương nhiên cái việc bỏ cái đổ mẫu cũ là điều hết sức cần thiết, bởi Beezit cũng vốn là một dòng xe kén khách ở Việt Nam. Trước đó thì Honda Nam cũng bên cạnh việc sản xuất phân phối cái dòng lập Beezit 125-110 trang bị cho mình động cơ đốt trong thì còn có cả một phiên bản dùng động cơ hybrid có kèm với là motor điện giúp tăng sức mạnh thêm là 1.8 lực. Cái chiếc Honda Beezit 160-2002 là một cái dòng sản phẩm mới được nhà Honda giới thiệu thị trường Nhật Bản vào hồi cuối năm 2010 với một loạt những thay đổi, trong đó đáng chú ý nhất là phần động cơ 4 van hoàn toàn mới với xăng đơn dung tích là 156cc, mang tính sức mạnh, khả năng tiết kiệm xăng là vượt trội hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, chiếc xe còn được trang bị cho mình phanh ABS đi cùng hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC. Hiện tại thì Honda Beezit 160-2021 đã được các nhà nhập khẩu xe tư nhân đưa Việt Nam với mức giá bán rơi vào khoảng 88 triệu đồng. Do dự kiến nếu được phân phối chính hãng, mức giá cái chiếc Honda Beezit 160-2021 sẽ tốt hơn rất nhiều và có lợi cho người sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.